Họ là thiện căn phước đức nhân duyên Ba điều kiện chủ yếu Đồng thời đầy đủ Cho nên người này nhất định được sanh Sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc liền bất thoái thành Phật Thành thật bà nói Sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc liền làm Phật hạ hạ phẩm giảng sanh cũng làm Phật. Chúng ta xem thấy trong 48 nguyện của kinh này. Đó là A Di Đà Phật chính mình nói. Người giảng sanh đến thế giới Tây phương Cực Lạc đều là A Duy Diệt Trí Bồ Tát. A Duy Diệt Trí chính là Phật. Không phải Bồ Tát thông thường cho nên chư phật như lai lại nói cái pháp môn này gọi là pháp khó tin đương nhiên khó tin vì duyên làm phật chưa chín mùi thì họ không tin tưởng ai tin tưởng người làm phật tin tưởng không phải người làm phật không tin tưởng đạo lý chính là như vậy người căn tánh bồ tát không tin tưởng người căn tánh thanh gian duyên giác đương nhiên càng không tin tưởng chỉ có người căn tánh nhất phật thừa thì họ tin sâu không hoài nghi cho nên họ cúng dường chư phật cúng dường chư phật chính là xưng niệm một câu danh hiệu này một niệm tương ưng một niệm phật cái niệm này cúng dường phật không phải cúng dường một vị phật hư không pháp giới mười phương ba đời tất cả chư phật thì đều cúng dường hết pháp môn này gọi là pháp môn bình đẳng bình đẳng phổ cúng tất cả chư Phật như lai ngày mai là quốc khánh của Singapore tối nay là đêm trước của ngày quốc khánh các vị phát tâm phải ở ngay đây niệm hai ngày, hai đêm, 48 giờ đồng hồ. Cái phước báo cúng dường này là không cần phải nói. Ta không cách gì tính được. Tất cả chư Phật như Lai đều nói không hết. Bạn cúng dường chư Phật thật có hiệu quả chân thật hay không? Chỉ xem bạn niệm Phật có thành tâm hay không? bạn niệm có được tương ưng hay không nếu dùng tâm chân thành mà tương ưng vậy thì công đức đó không thể nghĩ bạn niệm phật là nhân thành phật là quả khai đạo quần sanh đó là độ người chúng ta vào hiện nay có thể đem pháp môn thù thắng như vậy. Dùng phương tiện khéo léo, rộng gì tất cả đại chúng mà giới thiệu. Đó chính là khai đạo quần sanh. Khai là khai mở bế tắc cho họ. đó là ngôn giáo trong đạo thì có thân giáo chúng ta còn phải làm tấm gương cho họ xem thân giáo thù thắng hơn nhiều so với ngôn giáo chúng ta khuyên người niệm phật khuyên thế nào nói đến lỡ da miệng Họ vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng, vẫn rất khó tiếp nhận, bán tính bán nghi. Hôm nay, niệm Phật đường xây dựng bảo họ đích thân đến nơi đây niệm Phật một ngày. chỉ thì họ liền tường tận. Vì sao vậy? Chính mình thể nghiệm. Niệm Phật đường này hoàn toàn khác với các điểm Phật đường khác, khác nhau ở chỗ nào vậy? Cái đạo tràng này là đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm. Bạn thấy trong đó không có làm pháp hội, không làm kinh sám Phật sự không có làm những việc dụng dạc này. Ngoài điện tích của tịnh Tông ra, không xen tạp bất cứ kinh điển nào. Cho nên, nó là một đạo tràng thanh tịnh không gì bằng. Nhiều Pháp sư như vậy, ở trong đạo tràng dẫn chúng, bạn đến đâu mà tìm được? tìm được một nhóm tỳ kheo thanh tịnh ngày trước họ thanh tịnh hay không không quản họ họ đến singapore hai tháng qua được thanh tịnh ngày hôm qua không thanh tịnh không liên quan hôm nay thanh tịnh thì được rồi thanh tịnh tỳ kheo đến đâu để mà thỉnh không thỉnh được Họ ở nơi đây Không cần danh vọng lợi dưỡng Không cần mạng cung kính cúng dường Không cần đến thứ gì Đều là phát khởi được tâm thanh tịnh nhất Mọi người cùng nhau đến niệm Phật Cảm ứng không thể nghĩ bàn Cho nên cái đạo tràng này Tôi rất rõ ràng Tôi tin tưởng các vị đồng tu Đầu óc được thanh tịnh một chút Bình lặng một chút Có thể biết được cái đạo tràng này có phật bồ tát đang niệm phật mọi người chúng ta ở trong cái đạo tràng này cùng niệm phật với phật bồ tát bạn nói xem thù thắng cỡ nào suốt cuộc ai là phật bồ tát nếu như bạn đi tìm bạn nhất định không tìm ra được nếu bạn đi tìm thì phật hiệu của bạn sẽ niệm không được tương ưng vì sao vậy xen tạp xen tạp thì công phu bị phá hư